anh đến với chị không phải là vì tình yêu, mà vì căn nhà 6 tầng, vì quán cà phê, vì cái spa. Anh thấy sao về ý kiến này? Mọi người nói thế nào đấy là việc của mọi người. Cái quan trọng là vợ của tôi vẫn còn tỉnh táo. Vợ tôi biết đâu là thật, đâu là giả. Vì vợ tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Vợ tôi để có được ngày hôm nay thì không phải một con người bình thường, là quá hiểu xã hội bây giờ. Cho nên vợ tôi phải có con mắt đủ tinh tường, đủ sắc sảo để mà sống với cái xã hội này, thì tất nhiên phải hiểu tôi là một người thế nào. Thời gian sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Nếu chỉ vì tài sản tiền bạc thì đấy quả là một sự đánh đổi quá lớn. Đúng ấy, vợ tôi có tài sản nữa, kiểu này, quán cà phê, tiệm spa. Vậy thì nhiều người cũng thích tiền mà. Vậy sao ai có đủ can đảm để làm điều đấy? Có lẽ tôi bảo sẽ là không có ai có thể đủ can đảm để đánh đổi chỉ vì tài sản. Nếu không có tình cảm thì hai người sẽ không bao giờ sống được với nhau. Dù chỉ một ngày, tôi dám khẳng định như vậy. Mọi người lên án và phê phán, muốn kết tội vợ chồng tôi là như một kẻ có tội vậy. Vợ chồng chị cũng mất gần một tuần suy sụp. Mình đăng ký rồi nhưng bây giờ có thể hủy đăng ký để cho mình sống được những ngày tháng bình yên. Nhưng chồng tôi lại nói được câu là một khi đã nhúng tay vào tràm thì rửa có sạch được nữa không? Chồng tôi cũng nói là cái gì mà phẳng lặng thì nó cũng chỉ là bình thường thôi. Quy luật sống làm người là như vậy. Nhưng nếu như bây giờ cuộc sống của mình mà bị sóng gió, mình mà vượt qua được cái sóng gió này có thể cũng là một bài học để cho mình rút kinh nghiệm, là một. Với hai nữa là cái xã hội này sẽ dạy mình khôn lớn, để cho mình nếm mùi tất cả những cái gì gọi là mình chưa từng nghĩ đến. Cú sốc này mà mình vượt qua khỏi được, mình sẽ trưởng thành hơn. Chị cũng không nghĩ rằng là chồng chị nói được những cái câu là người ta nói trái chiều mình cũng lại quay ra mình nói người ta, thành ra là một câu chuyện để mà cãi cọ nhau. Tốt hơn hết người ta nói, mình im lặng. Mục đích của mình là gì? Đi đến nơi mình cần đi, đến những nơi mình cần đến. Chồng chị ít nói thật nhưng mà nói câu nào như đinh đóng cột cái đấy. Cả ngày điện thoại gì không, xong lại đến Facebook, hết Zalo, mạng xã hội, vợ chồng còn nói công việc, ăn ngủ gì. Thậm chí có những bạn quay lại trách là hai vợ chồng không tôn trọng họ. Đấy là các bạn nghĩ sao? Nếu bây giờ giả sử như các bạn cũng cần phải có thời gian ăn ngủ nghỉ và làm việc, thời gian rất bận rộn, mà từ lúc mà cái chuyện này nó lên, nó gần như đảo lộn hết mọi người. Cả ngày mạng xã hội nó gửi lời chúc mừng này, lời chửi này, có người chửi này, người chúc mừng, vậy thì nó sẽ bị trôi. Thì tôi không trả lời được hết tất cả mọi người. Đâm ra rất nhiều người đã quay lại bảo ui dồi, khổ thân tôi đã bảo vệ cho hai vợ chồng, thằng này láo quá. Các bạn phải hiểu rằng là cuộc sống ai cũng giống ai thôi. Khi các bạn cũng cần phải làm việc để mà sống, các bạn cũng cần có thời gian ngủ, ăn, ngủ và nghỉ. Thì thử hỏi nếu mà một ngày cho các bạn mấy nghìn lời mời, các bạn mấy nghìn tin nhắn, thì các bạn trả lời được hết không? Trước khi phán xét một người nào đấy, muốn chê trách một người nào đấy, các bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của họ. Đó là điều tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em.